Hu. <laughs> <laughs> rốt cuộc ba làm sao vậy ba làm chuyện như vậy là làm như thế nào đây em định làm gì đây không thể để như vậy được không thể thì làm được gì không được chuyện này không thể để như vậy được chuyện này do ba tự quyết định cứ đứng nhìn ba làm sao như vậy được sao ba muốn làm gì đó là chuyện riêng của ba ê thật à phải <laughs> công nhận học thật có lợi đó những điều học được từ cô giáo hôm qua hôm nay dùng được hết rồi <laughs> dạ chủ tịch và cậu chủ về rồi chị à, chuẩn bị bữa tối đi hôm nay cũng ăn cơm trong phòng mà hôm nay cô giáo sẽ cùng ăn ở nhà ăn dạ à, yeah. hôm nay cô ở đây ăn cơm rồi hãy về gì yeah. à chuẩn bị luôn đi ha dạ chào à, ông đạ, chào đạ, cậu cô đến rồi hả à. ê, ê, ngồi đi ngồi đi ngồi đi ê, tôi đi thay đồ cái đã à. tôi cũng đi một chút à. cô giáo à tôi cảm thấy một tuần học hai buổi vậy thì là quá ít rồi. Dạ. Yeah. Sau khi học xong á, tôi phát hiện tác dụng của việc học không hề tầm thường. Một tuần học ba đến bốn buổi được không cô? Nếu được năm buổi thì càng tốt mà. Nhưng cảm thấy như vậy thì hơi thất lễ đó. Tôi nè, hồi còn đi học á, tôi rất là say mê à, chỉ cần vùi đầu vào là không thể rút ra được hôm nay cũng vậy hôm qua cũng như vậy những phụ nữ khác không thể hiểu được nhiều như tôi đâu bà đó không phải là tình yêu không phải tình yêu đâu cứ tưởng như là phim là phim nên mới đẹp hả thực sự đó là những câu chuyện giống nhau thôi ừ. yeah. xong rồi đó mẹ lần này lần cuối cùng thật sự là lần cuối cùng nha mẹ sau này dù cho họ có nói là sắp chết con cũng như là không biết cũng phải để cho con sống chứ phải không hả mẹ mẹ cũng phải cho con sống chứ alo xin lỗi có phải là điện thoại của trưởng phòng hà xuân vinh không bên anh phải không <laughs> chú có thể nhận ra giọng của cháu hay sao sao biết số điện thoại của tôi lén nhìn danh thiếp của chú trong hộp thư ký đó à, vậy à chú đang ở đâu đang trên đường về nhà hôm nay cháu được lãnh lương nè trời ơi có thể ngồi chơi vậy thật là thoải mái quá đi ơ à à không à tôi tiêu hóa không được tốt lắm khi ăn cơm thực phải đứng lên đó mà dạ không có nhiều món nhưng khi vọng cô ăn nhiều dạ sao hả thức ăn nhà chúng tôi có ngon không dạ ngon lắm mà nè, quà wow, hôm cúng dỗ nhặt cô biếu đó mà à. dạ cái tôi dạy đó gói rất là hay tôi thấy thích lắm đó là ai gói vậy dạ cháu và dạ, bà của cháu cùng gói đó ôi trời ơi bà của cô vẫn còn sống à không, không 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 dạ không là bà giúp việc ồ, ồ là bà già dạ. giúp việc ở trong nhà có phải không bà được bao nhiêu tuổi rồi dạ sao Bà tôi có chút hơi tò mò <laughs> Nếu chúng tôi muốn mua tộc phả Cũng phải cho ra giải một đại hội tộc Nếu như bà giúp việc như vậy Rất ra dáng đó để, 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 để. Con con nói cái gì vậy <laughs> Con đang nói đùa đó hả Con muốn mua tộc phả Mà cô đông anh cứ giữ không buông ra đó ba Cái gì gì hả Đây 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 Vô Vô Con Con nói cái gì hả Tộc phả đó sao lại ở trong tay cô ấy Thì vậy mà ba Vậy thì như nhà cô ấy, nhà ta bị lộ hoàn toàn rồi. Mỗi lần có dịp gặp người nhà cô ấy, bà đều tự tin nói là đời sau của đại họ tộc đó. Bây giờ vậy biết tính sao bây giờ? Điều này thì họ không biết đâu. Chẳng phải cô ấy biết rồi sao? Chỉ là chuyện cô ấy vợ con biết thôi. Cô ấy không phải là người sẽ đem chuyện này nói cho gia đình đâu. Ê, ê thiệt à? Bây giờ phải nhìn cô ấy với con mắt khác rồi. Dạ? Phải cho cô ấy những lợi ích tương đương. Nếu không cô ấy đi nói khắp nơi thì nhà ta thành nội cháo rồi còn gì. Con nói nếu bán tộc phả cho con Con sẽ trả cho cô ấy vài trăm triệu Cô ấy cũng không thèm để ý nữa Theo con thấy Nếu một người nói với một người khác Là có những thứ không thể giải quyết bằng tiền Thì đây chính là người có tính cách đặc biệt đó bà Nói tóm lại là tại sao cô ấy giữ Tộc phả của nhà người khác chứ Sao vậy Có phải vì học phí quá ít không Dạ không phải ê, ê, nè, Không cần phải như vậy đâu mỗi lần tôi ra vào đều phải đứng lên chẳng phải phiền phức của chàng gọi đi gọi đi gọi đi mẹ học xong rồi hả cô hà sao vậy chứ nếu ít quá thì tôi sẽ dạ không phải đâu là quá nhiều đó hả thầy cho cũng dạy một tuần hai buổi nhưng lấy bao nhiêu đó đó cô không tin à à, phải đó chúng tôi không phải là những người keo kiệt đâu cô cứ cặp lấy đi nè cặp lấy đi cháu xin lỗi nếu như nhận nhiều như vậy cháu cảm thấy trách nhiệm của mình rất nặng cháu sẽ thấy khó xử lắm bà không phải con đã nói rồi sao nếu nói với người có những thứ khác không thể giải quyết bằng tiền thì đó là một cô gái có tính cách đặc biệt đó ba thế nào tôi nói nhiều quá hả cô sợ sao à, cháu xin lỗi không phải là cháu xem thường thành ý của bậc trưởng bối nhưng số tiền này khiến cháu cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn vậy thế này đi nha thêm thời gian học trong tuần nữa đi được không dù là như vậy nhưng số tiền này cũng làm cháu cảm thấy khó xử lắm ê trời 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 đúng là một cô gái có tính cách đặc biệt mà vậy bao nhiêu thì được như vậy đi một tuần từng... à một tuần học bốn buổi bốn tắm được không dạ có vẻ như cháu đang cãi lời các bậc trưởng bối cháu xin lỗi thưa hai bác, cháu cảm thấy bao nhiêu đây là được rồi? Một tuần bốn buổi lận mà. Dạ, cháu còn có việc làm ở trường, cho nên học ba buổi có được không? Tôi thật sự là muốn học như điên vậy đó. Học quá ra đơn giản mà có ý nghĩa to lớn, trước đây tôi không hề biết như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi, học hành là đơn giản nhất mà. Hả? Mày có đến đây không? Đến đây! Tao đã nói chưa Nói chưa Nói là không được đi lung tung Nói chưa hả lần này đi Tao kêu mày ở nhà đợi điện thoại của tao Hả Tại sao không nghe hả Tại sao Tại sao không chịu nghe điện thoại của tao Mày ở đây chơi hả Tại sao không nghe lời tao Nói thì được rồi Mày là cái gì hả Hôm nay tao phải dạy cho mày Cho mày nhớ mới được Cho mày nhớ Đến đây Tới đây Tao kêu mày tới đây Tới đây Đã kêu anh nói là được rồi Mày thích xem vào chuyện người khác lắm hả Thằng nhóc này Tại sao đánh phụ nữ như vậy Gì hả Thằng nhóc Mày muốn chết chứ gì làm ai là mai sơn cái tên này lại còn đánh cô gái hả anh anh

lý tiền lương bởi tôi đi xem phim à vì lý tiền gì để ăn cháu không thể xài đồng tiền mà đổ mồ hôi nước mắt mới có được vậy cháu gửi tin đến đài quảng cáo được trúng thưởng cho nên được miễn phí đó là dễ miễn phí Sao lại nói đến chuyện lãnh lương chứ <laughs> Chúng mời ăn sườn Nên dùng cái này để đổi lại đó Không phải sườn non Thì phải dùng sườn non để đổi sao Không phải lần trước cháu đã nói rồi sao Cháu nợ chú canh thịt bò Thì dùng canh thịt bò để trả Đây là giá của hai chén canh thịt bò đó đúng là tính kỹ quá đi <laughs> tuy cháu còn trẻ nhưng rất là biết cách sống đó <laughs> ở trong tàu đi ngầm đằng kia đã thu học phí ít như vậy ít nhất cũng phải đưa đến nhà chứ mới tiết kiệm được tiền đi lại nữa không có gì đặc biệt thì dừng xe đi tôi mà bật lên á thì tôi không có thua ai đâu sao vậy? Đã nói là không thể đi rồi mà. Không phải nói nếu đi một mình sẽ bị phạt sao? Không có thì đi đâu mà tìm đây, đã nói là được rồi. Biết rồi, cấp máy đây. Nè cô. Sao? tác tôi ba cái đúng không? Cô có cảm thấy ai nói không? hết rồi không còn chú anh ấy nào cả vậy thì thương lượng không xong rồi hay như vậy cô có thấy được không tôi dự định đến bệnh viện tìm cách mua tộc phả nữa đó nếu muốn tôi không đi thì phải trao đổi với tôi một điều kiện sao rất ghét tôi đến bệnh viện để làm phiền ông ta vì con trai của ông ta đã bị bệnh đúng không thời gian này tôi sẽ biến mất nhưng cô phải đáp ứng cho tôi một điều kiện nhỏ. Nhân viên công vụ mà như vậy là sao? Đã nói rồi. Tại sao cứ phải xía vô chuyện của người khác chứ? Không phải tại anh đánh cô ta trước hay sao? <laughs> Có ai cần chị giúp đâu? <cười> <cười> Bởi mới nói không thể tùy tiện cứu người đang bị chết đuối mà. Anh à, đau lắm phải không? đi thôi đúng là không ra sao hết Dài, yeah. đúng là sinh ra để bị đánh mà bẩm sinh hả tôi có chạy xe đến chị chờ một chút tôi chở chị đi bệnh viện được rồi cảnh sát ngô cảnh sát ngô cảnh sát ngô chúng ta bị đánh chung đó mình đi chung đi đây đây đưa đây à... ê từ dưới nhích à... ê Cô còn bị thương ở đâu nữa không? Không còn hả? Còn anh thì sao? Tôi từ nhỏ bị đánh tới lớn mà Có đánh nữa cũng không sao hết Đáng tự hào quá Cô không sao chứ? Được coi, được coi Ở đâu? làm gì vậy? Không phải miệng cô ra máu sao? Không sao hết Ngày nào tôi cũng đánh ngay như bọn xã hội đen hết trơn á Trường, trường hợp bình thường đánh hai lần cũng không chấp mắt nữa Đáng tự hào quá hả? Ừ. À lúc nãy bị đánh sao bây giờ mới chảy máu chứ Không là Không là Lái xe về phía trước sẽ rớt xuống cống đó ông Tôi Vì giúp cô nên mới ra đông nổi này đó Không nói được thứ cảm ơn mà nó đi sao Không cần bông bông gọt hay sao chứ Cứ để báo nó chạy như vậy à Nói chuyện cũng hay thiệt đó Nè, anh bạn, nói tổng tới sẽ lại ở đây chứ tìm ở đâu đó tìm trên đường lúc vào điện thoại của cậu đó nhưng mà cũng được lắm đó <laughs> Nãy tôi khác lâu rồi không gặp hơi ừ, chào đã nói là giao dịch thì cũng phải làm cho tốt thật là bất ngờ Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện Thì thật sự các cậu cũng thích như vậy mà Chúng ta còn sở thích nào khác đâu Chào cô Yêu cậu ta chắc giấc già dạ lắm phải không Nè cậu ngắm thoải mái như vậy hả Không được đâu nha Cẩn thận đó Cậu ta có sở thích cướp bạn gái của anh đó Cô bạn này của tôi hay mắc cỡ lắm <laughs> rất vui được gặp cô tên tôi là phạm sơn hải tên tôi là hà đăng anh <laughs> tôi cảm thấy hơi khác đã nói là người hay mắc cỡ mà <laughs> bây giờ là thời điểm cao trào của tối hôm nay đã đến lúc thời khắc thể hiện tài năng của tất cả bạn gái các bạn giải thưởng hôm nay sẽ là là cái này đây cái này đây Cảm ơn các bạn Người tiếp theo sẽ là một người rất khó mời Không biết nên gọi người đó Là bạn hay là quan gia đây nữa Bạn gái của Lý Từ Khang Nếu cứ như vậy Cô biết thể diện của tôi ra sao chứ Đúng là có tài mà Thỏa thuận rồi đó Anh không được đến bệnh viện để tìm ông ấy nữa Đúng là lòng nhân ái quá lớn Làm bạn gái của người mà mình không thích Còn miễn cưỡng để lên hát nữa Chỉ để bảo vệ người khác thôi Anh lái xe không sao chứ Vì anh có uống rượu Đã hứa sẽ đưa cô về tận nhà Sao có thể uống say được sau này còn hợp mặt nữa đó chuyện thú vị như hôm nay cứ như vậy kết thúc không phải là hết sao hát như vậy cho dù tốn tiền đi nghe cũng không nghe được nữa thú vị lắm sao phải tôi hát cũng không tệ đâu cô có muốn nghe thử không tôi không thích muốn làm người có học nhưng hình như không hề có ý tưởng muốn học nếu phải sống như vậy thì cứ chết đi <laughs> phải luôn như bà già nói chuyện như vậy sao không sai đó là mơ ước của tôi sớm được biến thành một bà già ơi thiệt là nè thôi em đừng khóc nữa hả tại sao lại khiến ra nông nổi này em như vậy thì làm sao đây anh thấy từ khi quen em hôm nay là ngày đẹp nhất đó anh vui rồi chứ gì bây giờ cho anh đang vui mừng chút nỗi đau của em phải không cảm ơn em anh gì tôi điên rồi không ra làm sao hết tôi lại đi cầu hôn hà thảo có giống ai không à, cảm ơn em được rồi cuộc đời còn lại có thể làm cho anh sống không ổn mà cảm ơn em có thể sống cùng người đàn ông với anh thật lòng cảm ơn em anh nói coi tại sao tôi phải làm cho nó tôi nè cũng muốn có nhà ở trong cao ốc xem sao mà tại sao cứ cứ làm cho tôi đau đầu như vậy chứ điều này thật là khó như vậy hay sao Em có ra làm sao không Cô coi cô giống ai Mẹ mới bị bệnh đang y Nếu như một hai lần thì tôi Người một lần cũng không có như vậy chứ Như vậy có quá đáng hay không vậy Y của tôi là cô hơi quá đáng Nghe tôi nói chứ Vậy cô có nghe tôi nói không Được rồi Anh nói chuyện của anh đi Tôi nói chuyện của tôi Thằng nói đó Tôi thật sự chết đi được đây không phải là chuyện ấn chết mà là chuyện rất đáng sợ à. còn thì sao chứ? các em có kể cho các em nghe mối tình đầu của cô nha không <laughs> <laughs> Dạy vậy? Vậy học cũng không thú vị Các em học sinh đều không thích Có phải là anh không thích cô ấy đúng không? Chú thấy có ý nghĩa không? Ừ, bộ phim rất có ý nghĩa chúng ta nên về nhà sớm đi không biết cháu có làm mất thời gian của chú không vợ chú đang chờ chú hình như cùng xem phim với cháu có lẽ đã làm khó cho chú không có ai đợi tôi cả Không phải chú Đã quỳ rồi sao Nhìn thấy à Vì đúng lúc cháu đang ở đó Hôm đó Hôm đó tình cờ gặp cô ở sân bay Là đưa người đó đi Mỹ Cô ấy đi du lịch à Ra đi mãi mãi Tại sao Chú là người tốt mà Chú là trưởng phòng hình như chị vậy nên càng ghét chú à sao khi chỉ có hai người với nhau gọi bằng chú không được sao tùy cô thôi cảm ơn anh đã đưa tôi về Đây là phần thưởng nhờ tài hát kinh khủng của cô Đương nhiên là của cô rồi Anh cứ giữ nó đi Chẳng phải tôi đã làm cho cô mất mặt sao Hôm nay cực cho cô Hôm nào dạy mẹ tôi Tôi sẽ đến trường đón cô Không cần đâu Anh đừng có làm như vậy Tại sao Thằng nhóc đó làm khó cô hả cô có biết không hả tâm trạng con người mẹ kế mang trọng bệnh tâm trạng rất là đau xót đó vậy anh có biết không tâm trạng từng tuổi này phải giúp hai đứa em đi trả nợ đó anh biết ra sao không vậy hả tôi thật sự không thích rất không thích bà thím đó tôi thật sự rất ghét những kẻ vô tri như vậy vậy chúng ta có nên uống thêm đi nữa không? tại sao chứ hoàn cảnh chúng ta cũng giống nhau mà. giống như cái gì đâu Đều từng mỗi người nói chuyện của riêng mình thôi mà Cho nên Nói vậy không phải dễ nghe hơn là đối phương nói sao Vậy sao Tất nhiên Tôi chưa bao giờ nói với bạn tôi đều như vậy đâu để tay của anh ở đâu vậy chứ hả <laughs> Anh thấy tôi uống rượu cho nên đùa giỡn với tôi có phải như vậy không Giỡn gì chứ Tôi uống rượu chứ không có uống thuốc đâu Vậy tại sao anh để tay lên người của Hoàng qua đại cô đó Quá ra là cô nương Hoàng qua cô nương Anh <laughs> à, thật là Vậy thì tôi là đàn ông à Đàn ông hả Thì đó Không giống đàn ông Nhưng sao cũng không có giống con gái Đúng là kỳ lạ Tôi là người mà cả bà già cũng phải chảy nước giải Sao lại có một kẻ giống như anh vậy chứ Ê Với cô tôi rất là đàn ông đúng không <cười> <cười> Đúng là điên thật rồi Lại đi nói chuyện với anh những chuyện như thế này Tôi điên rồi Điên rồi Nhìn từ phía sau là giống con gái Đừng thất vọng quá Sẽ có người đàn ông coi cô là con gái xuất hiện thôi Ê <laughs> hey, Thật là Tôi nhịn nó nhịn đó Đánh người chẳng ra gì như anh Chỉ làm dơ tay tôi mà thôi Cho nên tôi nhịn nhịn đó Nhưng tôi không thể đảm bảo đâu Ê hey. ừ. Ừ nè sao cô có thể đánh người như vậy được anh à, tự xuất hiện trước mặt tôi lần nữa coi tôi sẽ cởi đồ cởi đồ cởi đồ luôn đó đã nói là tôi không coi cô là phụ nữ rồi anh tôi đã nói không thích mà anh à, trời ơi đến mặt này giùm tình... em đi để lát nữa tôi đắp cho cái thằng đó đúng là đáng chết rồi đắp giùm em liền bây giờ Này mau lẹ lên đi nhanh 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 không kịp bây giờ sao về trễ vậy con con đi gặp mấy đứa bạn nên giờ mới về <laughs> anh à bôi lên mặt giùm nha à, à, à. trời ơi cái thằng này dở quá như vậy là bị phát hiện rồi người gì mà ngu ngốc quá trời ăn dụng thì cũng phải biết trùi mép chứ nhìn thấy tức quá Mà cái chuyện đơn giản vậy mà làm không được thì còn làm ăn được cái gì nữa hả à, cái anh này gì nữa sao lại thấy vô mắt của em vậy Úi, trời <laughs> Bà để con làm cho. Trời ơi, thiệt tiếc. Trời ơi. Con chở cô giáo về ừ. tận nhà luôn hả? Dạ. Không dướng vào mấy cái vụ làm ăn với nhà mình, thì cô giáo làm con dâu là nhất rồi con ha. Đúng không ông? Trời ơi. Con dâu như vậy là nhất rồi ha. Nè bà cứ để cho tôi coi phim được không? Cứ đụng tới mấy cái phim truyền hình là coi chết mê chết mệt như vậy đó Trời ơi cái thằng này đàn ông gặp chuyện phải tỉnh táo mới được chứ nhưng mà nếu suy xét kỹ lại mẹ cảm thấy hình như là cô ừ. giáo làm con dâu ừ. nhà này cũng không có hợp lắm tại sao thì hồi nãy con cũng thấy rồi đó cô giáo là người không thích tiền nhưng mà có ai mà không thích tiền chứ thử hỏi làm sao mà hợp với cái nhà này được Trời. có đúng không ông cứ cái đà này thế nào cũng bị đuổi <laughs> ba à ba lúc nào cũng mê coi phim không chịu nói chuyện với mẹ lát mẹ lên mới xỉu cho ba coi ờ à, ờ à cái ông hả trời ơi bực mình quá cái thằng này đúng là dở thiệt mà ơi lại đổ bể nữa rồi ôi trời ơi đã dặn biết bao nhiêu lần rồi hả đồ để ở trên cao à, thì phải kê ghế mà lấy hay là muốn làm bể chén dĩa cho vừa lòng con chứ gì tại con nghĩ mình có thể lấy được mà bộ con tưởng là mình cao lắm đó hả rớt như vậy có bị thương gì không không biết nữa con làm ơn để nhà này yên tĩnh một ngày đi mà con đâu muốn làm vậy đâu con luôn cố gắng nhưng lúc nào cũng đổ bể hết chắc là con bị gieo lời nguyền rồi đó bà ơi ừ. cái con bé này ai mà dám gieo lời nguyền cho nó chứ ừ. chủ tịch à có giám đốc ha gọi điện có chuyện gì về nhà rồi nói cũng được mà ba biết rồi ba tới liền khỏi dọn cơm cho tôi trưa hôm nay chủ tịch dùng cơm với giám đốc ha hả không biết hẹn tôi ra ngoài có chuyện gì không nữa con hẹn ba ra như vậy có chuyện gì không vậy Chuyện của công ty à, còn nói đi. Dạ không phải. Chuyện gì? Bà, chắc có lẽ bà phải cho phép con cưới trưởng phòng Lee Jong In thôi bà. Đã nói coi như không có gì rồi mà. Con không thể bỏ cổ được. Bà không muốn nhắc tới nữa. Nhưng cổ đã có thai với con rồi bà. ừ nè Hà chú trơn vẫn chưa xong nữa hả viết có một cái báo cáo thôi sao lâu dữ vậy đang viết đây nè trước giờ cô viết báo cáo nhanh lắm mà sao hôm nay sắp kỳ vậy tại hôm nay tinh thần của tôi đang không được sản khoái mà sao bị ốm ngén rồi hả trưởng phòng à chỉ mắc cái gì mà cô lại không sản khoái chứ Hay, chắc tại thiếu chất cồn nên tôi mới bị như vậy à, ra ngoài là một chai đi ngồi về giết lẹ cho tôi trưởng phòng ơi cứ cho chị chu chơi đúng rượu hoài mai mốt chị ấy bị ung thư gan chết cho coi chứ giờ không cho cô uống cô có chịu làm việc đâu chưa viết báo cáo mà không xong cấp trên mà biết được chuyện này thế nào cô cũng bị đuổi việc thôi được rồi à. Tôi đi uống rượu đây. À. Trưởng phòng, tôi đi ra ngoài. Uống một trái số chua xong là về giết liền. À, à, được rồi, đi nhanh lên. Hay quá, Viên Đô à. Không có rượu thì tôi có khác gì là phế nhân chứ. Đi, nhanh lên. À, à. Nè, nè, nè. hai chú chân trời, thiệt tình. Vừa nói cho đi uống rượu một cái là cuốn gói đi liền vậy đó. biết áp muốn tuột nữa rồi. Giở trò gì vậy? Hửi mùi còn cho đỡ ghiền chứ làm gì? Bị tâm thần hả? Tâm thần gì? Ráng mà ngửi đi cái này tốt cho chị hơn là uống rượu đó. Nó là rượu hả? À, là rượu sao? À, trời ơi. Hả? Sao, sao chị không giết tôi đi cho rồi? Hay đó, để tôi. Mình giết cậu xong rồi tôi đi uống rượu cũng chưa có muộn mà. Đúng vậy. đừng sẽ giết tôi đi. Ngày nào mà còn sống tôi sẽ không cho chị uống rượu nữa đâu. Chị chú chết à. Trời ơi. À, à, à. Thiệt tình tại sao hợp đồng này không thể ký chứ vật liệu còn chưa xác định đã xác định giá rồi không cảm thấy lạ sao những công ty trực thuộc cũng phải ăn để sống chúng ta phải đưa ra quyết định cuối cùng bên đó mới có thể quay vốn được chuẩn bị mua hàng không phải vậy sao trong hợp đồng không có nói đến vấn đề này cứ theo thông lệ mà làm cũng không phải mới hợp tác với chúng ta một hai ngày đâu không phải tôi đã nói rồi sao từ giờ chúng ta sẽ không dùng đến những tiền lệ trước đây nữa. Có phải anh quá độc đoán không? Khi vừa hợp tác, anh nói chỉ cần một văn phòng là có thể làm việc được rồi mà. Tôi chưa bao giờ nói ra điều này. Chúng ta đã là quan hệ hợp tác về mặt kinh tế. Phải vào công ty quản lý. Không phải đã nói vậy sao? Anh... Không nhớ à? Vậy, hãy nhớ lại đi. Anh, nghĩ cách nào đối phó với thằng nhóc đó đi em sắp điên lên rồi nè sao nữa đây thằng nhóc đó nói không thể ký duyệt quyền thu mua Đi bọn họ tham gia đấu thầu anh vậy thì còn cách nào không ký cũng không còn cách nào khác cái gì anh cũng phải chờ thằng nhóc đó ký sao là đó là cấp trình của anh mà việc này anh thấy có quá đáng không ngay cả anh cũng phải tìm hắn ký duyệt sao anh có làm tự trọng không hả không phải vậy nhưng bên đó là cổ đông lớn khi mới bắt đầu em nói là không nên rồi mà đưa ra đề nghị tìm hợp tác với chúng ta nhanh nhất là em đó. Lúc đó, sao lại nói chuyện quá khứ chứ? Anh nghĩ cách đối phó với thằng nhóc đó đi, sắp chết rồi anh nè. À. Anh! Đội trưởng Hà hình như rất bất mãn với tôi. Chị đó là đứa thẳng thắng, có thể đã rất vô lễ, chỉ là tính cách, mong anh thông cảm cho. Nghe nói là anh em song sinh, sẽ tính cách lại khác xa nhau quá. Em trai của tôi tính tình không thể trầm tĩnh với tôi được Đối với tôi Làm việc cùng với trưởng phòng hòa thoải mái hơn Tuy như vậy rất tốt Nhưng không thể giống như em tôi được Nói ra tất cả những gì muốn nói Nên tôi thấy mình không thoải mái lắm Nghe có vẻ như có rất nhiều điều muốn nói với tôi Tôi ra ngoài đây Ba anh em họ đều rất đặc biệt Đâu mất rồi Anh nè à, Tôi mượn điện yeah. thoại chút nha Dạ yeah. Số máy của khách vừa gọi Tạm thời không liên lạc được Ê. Rốt cuộc là rất ở đâu rồi Tất cả số liên lạc đều ở trong đó Nếu không tìm ra thì làm sao đi 널 보고 있는 사람이 있을 수 있다는 생각 안 해봤어? <laughs> 다른 데로 눈 돌려. 그럼 보일 거야. Oh, Trịnh Khánh. Chào cô. Chào cô. Dạ. <laughs> Như vậy là sao? Bây giờ là thời gian của Hà đang lên lớp mà. Bị đuổi ra. Tại sao vậy? Cô rõ quá rồi còn gì. <cười> <cười> Đây là chuyện ngày 1, ngày 2 sao? Có thể em trở nên đáng sợ rồi hư hỏng hơn cả tưởng tượng nữa nếu không để ý sẽ có phản ứng ngay em nghĩ là như vậy đó thiệt là cậu sống bằng ảo tưởng rồi đó đây là số phận của tình yêu đơn phương mà cô đi thôi dạ làm cho cô ấy sợ hơn đi cứ xuất hiện trước mặt cô ấy nhiều vô à. sau này nếu như chúng em kết hôn em sẽ chuẩn bị một món quà thật lớn cho cô đó tôi đợi đó <laughs> nè mấy bạn đi trước đi hôm nay tôi bận chút việc rồi ở đâu có chuyện gì hả đây gọi là phản bội đó <laughs> Tôi là người vì tình yêu mà bắt buộc phải từ bỏ tình bạn luôn đó. <laughs> wow, nhanh thiệt đó. À, chị nhờ cậu ấy giúp chị chỉnh tài liệu. Không biết có phải gì có chuyên môn không mà tốc độ không thể ngờ đó. Nếu em có chuyện cần nhờ thì nói cậu ấy làm nha uhm, Uống cà phê không? Tất nhiên rồi Cô Hà có uống không? Em không uống đâu Tôi đến đây để làm giúp dùm giáo sư thôi Vậy thì cứ làm đi Có cần tôi phụ gì không? Không cần Khi nói chuyện với người khác không thể nhìn đối phương sao? cô cứ đợi mà coi sau này tôi sẽ thường xuyên trở về nhà trễ đó tới lúc đó cô sẽ phải cầu xin tôi để tôi sẽ phải trở về nhà sớm hơn nếu cứ nói những chuyện không đâu thì ra ngoài đi tôi cũng rất muốn làm như cô nói nhưng biết làm sao bây giờ phải làm xong chuyện mà cô nam đã nhờ tôi rồi tôi sẽ đi mà em về sớm vậy dạ Em đừng có lượm nữa Trời ơi làm sao đây Móc mèo lên hết trơn rồi đó Không sao đâu Cái đó còn không sao gì chứ Những thứ này để trong phòng sẽ có sâu đó Như vậy là sao hả Nếu chủ tịch và phu nhân biết được tôi sẽ bị la đó Cô biết không Anh Thì bỏ đi Anh Mà lên Dạ không thể làm vậy quệ trinh à không thể vậy đâu anh biết gì chứ anh biết mà biết lòng em đối với thằng nhóc đó nhưng em thu nhập những thứ này thì thằng nhóc nó biết sao không biết không biết thì sao chứ quệ trinh à em không phải là người tài giỏi như anh em chỉ là con khờ thôi trời em không phải là con khờ đâu em là một cô gái vừa xinh đẹp vừa ngoan mà em phải biết trân trọng bản thân của mình chứ nha huệ trinh đó không phải là phần của anh sao Ông ơi ông không ăn hả ờ à, ông không muốn ăn ông hơi bị sốt rồi có thể là do hôm nay ông suy nghĩ nhiều quá cháu đã đứng dậy trước khi ông buông đuổi rồi cháu xin lỗi nhưng cháu có chuyện ông bỏ đổ xuống rồi không sao cả Ôi, thật sự là ăn không nổi nếu uống rượu về thì chẳng phải một chén này cũng ăn hết sao vì vậy tôi phải uống ít rượu mới được mà bà ơi ừ đang cơm sao lại ra đây dạ hình như ông ông hơi bị sốt rồi Tại sao ờ, chủ tịch không được khỏe à bà nấu cho cháu một chén canh gừng nha bà trời đông đông của chúng ta đã lớn rồi à, anh à tốt lắm đó Chắc nó rất biết chăm sóc cho ông của mình Vậy thì Cô cũng sớm lấy chồng rồi sinh một đứa con như vậy đi Ôi trời ơi bà mẹ như cháu thì sinh được một thằng con như vậy hay sao Cảm ơn cháu Nhà ông không cần khách sáo à. à, Đông đông ngoan quá đi Cháu không giống ba cháu phải không bà? Không phải, Đông Đông biết không Khi ba cháu còn nhỏ đối với ông Sơ đã qua đời cũng rất tốt đó Ôi, đúng là thèm quá, thèm quá Phải uống một chút rượu mới ăn cơm được mà Ê. Chừng... Anh, ăn cơm mà giờ từ đường đi làm cái gì chứ? À, hình như là có chuyện gì đó Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài ăn cơm trưa với giám đốc Hà thì đâu còn chuyện gì nữa đâu. đã hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà cũng không chịu ăn cơm không biết có chuyện gì nữa chắc là có chuyện gì không ổn với giám đốc hà rồi à, ban ngày nghe giám đốc hà nói có chuyện và đã đi ra ngoài rồi anh đã nói với ba rồi anh nói gì anh nói tất cả sự thật nói là em có thai hả à, đúng là xấu hổ mà chưa biết làm sao nữa không nói chuyện này ra thì không có cách nào để giải quyết chủ tịch có nói giận không bà không có nói gì cả chỉ ngồi đó thôi chúng ta chắc là đã làm giảm tuổi thọ của chủ tịch rồi <laughs> anh cũng không còn mặt mũi nào nhưng mà không còn cách nào khác người trong nhà đều biết hết rồi sao anh muốn nói chuyện với ba trước rồi sau đó tính sao Đội trưởng Hà chắc chắn sẽ như giận lên Nếu ba đồng ý thì thằng bé sẽ chẳng làm được gì đâu Dù sao cậu ấy không biết cũng tốt hơn Thì trước sau gì nó cũng biết thôi mà Đến lúc đó có biết cũng được Em không muốn đội trưởng Hà biết được là Em về chuyện này mà kết hôn đâu Như vậy là sao Em điên rồi Tại sao phải gặp em chứ Vậy khi nào mới gặp em được Ê, tôi đã biết vậy rồi, đoán được mà. Đã nói muốn ngoại tình thì phải độc não một chút chứ. Người có đầu óc không tốt, làm gì cũng có thể đoán ra được. Nè, những lúc như vậy thì nên dở chiều mới đúng chứ. Cứ nói không biết, thật kiên quyết. Thật chốc này thật là... Ê, trời ơi! Minh à. Đã... Anh đang xem phim mà. Ê, em làm gì vậy? anh đang xem phim em đừng có làm phiền anh không biết anh sẽ nói nóng hả nổi nóng không thể em sắp nổi nóng hay sao bây giờ là đoạn ngoại tình bị phát hiện đó thiệt là đáp tú là ai vậy trên 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 tú anh à, phải như vậy sao bây giờ em rất nhớ anh còn đó là ai vậy hả chỉ là chỉ là không phải không phải đặc biệt đâu à, không phải người đặc biệt chứ gì là người ở khu giải trí sài gòn quản lý cái gì đó thôi không có gì đặc biệt đâu mình à tôi bắt điện thoại nghe thì nói ngay anh à chứ còn nói là biết cho mấy tiếng rồi hay không vậy nó nói như vậy đó ê dạ, gần đây anh đã không đến đó rồi mà anh nói là đặt mặc đồ không qua mua đang đợi anh thật là quá đáng mà mình à, bình tĩnh bình tĩnh đi mình à bình anh tĩnh. Có phải là người không anh là người sao em đã sống thế nào với anh là phản bội em như vậy chứ anh đúng là người không có lương tâm mà ê mẹ ba à Nè mang tỉnh tâm hoàng đến đây mang tỉnh tâm hoàng đến đây bình em em à định, em định chết đi chết rồi không cần gặp người như vậy nữa mẹ à con sẽ nói với mẹ mà gì con cũng biết nữa sao là chuyện đó đó chuyện đó là như vậy à, phải đó à, con nói đi con nói đi lần trước có một người gửi tin nhắn lại cho ba là trịnh Nam tốt phải không ba phải phải đúng đó là cô ta ừ. gọi anh em gì đó còn gửi tin nhắn nữa nên con đã đến để cảnh cáo cô ta không được làm loạn lên không phải đó là hôm qua mới mua đồ thôi Còn đã đến gặp trực tiếp cô ta nói chuyện rất dữ dàng với cô ta luôn đó mẹ cô ta nói là chú tình hào rất sợ phu nhân nói là muốn gọi cho phu nhân gì đó để quy hiếp con đó mẹ thật sự là chuyện như vậy đó rồi sao nữa cô nếu mẹ tôi mà bắt được thì hôm nay cô bị thiêu sống đó sau đó thì con về luôn đúng có thể là vì vậy nên ôm hận trong lòng mẹ nghĩ coi gọi đến không chịu hỏi ai hết mà đã nói anh mạnh hào gì gì đó liền không phải rất lạ sao ừ đúng là rất là thật sự rất kỳ lạ ừ. anh không thể y lặng được hay sao Rồi sau đó biết mẹ nghe điện thoại nên cố ý nói như vậy đó mẹ à để mẹ uống nước đáng một lần đó Ê, đúng là vậy đó thật sự là như vậy à, anh mạnh hào Nó có vẻ rất lẳng lờ đó vậy thì càng kỳ lạ hơn một người lớn tuổi như ba còn gọi là anh mạnh hào gì gì đó mẹ có thấy giống ai không Ê, Bà cảm thấy đầu óc của cô ta có vấn đề đâu đã nói anh đứng yên đó đi không phải đang ở yên ở đây sao mẹ đừng có lo nữa có lẽ vì con giữ giới cô ta quá âm hận trong lòng nên mới làm như vậy đó Sao lại biết mẹ mà gọi được chứ Thì gọi rồi cô ta không nói gì hết Cô ta đoán đó Đúng sự thật là như vậy Là như vậy đó Thưa chủ tịch tỉnh Tâm Hoàng đây hả à? mày đã uống cái này đi Sao em lại vì những chuyện này mà giận lên chứ Nếu em như vậy anh lo lắng nhiều lắm đó Nếu có chuyện gì với em Thì anh sống còn ý nghĩa gì nữa Uống đi em Đắng Vì không làm cho ngọt một chút được sao Mày đắng, hả đăng hả Mình nè mình nè Mình cứ yên tâm ngủ một chất Thiệt là ngon đi ha Em đã nói với mình rồi Đừng đến những nơi vui chơi như vậy rồi mà Làm gì làm Sao có thể không đến những nơi vui chơi đâu chứ Đó là gì Em không hiểu chuyện dân kinh doanh đó thôi Nếu lại có điện thoại của anh Mạnh Hào gì đó nữa thì Thì em cứ giết anh giết anh đi, lúc đó cứ giết anh, ha, tính giá trị sống của cậu còn nữa, khiến em đau lòng, anh sống để làm gì nữa, anh là người không cần thiết phải sống, ha, giết đi. đi chỉ đồ gối đó. Ở, ở, ở đâu ở đâu, em hey, hey, hey. hey, tại sao tại sao em từng tuổi này mà đến một chút cơ cũng không có nữa vậy? <cười> 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 Giật giả cho toàn qua con đã nói ba phải chấm dứt mà ê bà cũng muốn chấm dứt nhưng ba làm cho người ta thích ba đó nhưng cái con nhóc đó cứ kêu gạo không lắm anh mạnh hào anh mạnh hào vậy suốt anh mạnh hào thì sao chứ không phải rất đáng yêu sao người khác thì cứ gọi là chủ tịch chủ tịch ba ê biết rồi biết rồi hôm nay một chút nữa là làm mẹ con giận ngất đi luôn đó bà sẽ chấm dứt ha chấm dứt dù thế nào hôm nay con cũng giúp bà thoát chết vất vả rồi giờ phút của con bà ba mới xong được đó <laughs> con làm việc đi ha anh mạnh hào không phải rất hay sao ba à, Em biết rồi biết rồi cái anh mạnh hào sẽ đi massage chân cho mẹ con đây Chuyện gì? Có phải cô giữ điện thoại của tôi không? Tại sao tôi cầm điện thoại của anh chứ? Thật không có chứ Tôi không có lấy Lấy điện thoại của anh làm gì tôi? Biết rồi Nhưng những chỗ bị đánh sao rồi? Đau thì làm sao? Hỏi cũng không được sao? Còn anh thì sao? Tôi cũng đau Nó đánh không có nhẹ Không có thật chứ Đã nói là không rồi Ai, Đi tìm đâu đây? Điện thoại cũng tắt máy rồi Cậu nhớ gì sao? Không chưa đi đâu à? Nếu có thể nhớ ra thì đến đây làm gì? Trước khi gặp cô rõ ràng là còn mà. Tìm kỹ coi có thể ở đâu đó. Không có nên mới đến đây đó. Anh đang nổi nóng với ai vậy? Không phải tại cô nói những lời vô dụng sao? Người ta lo mới hỏi như vậy, sao lại coi lời lời vô dụng được? Thì khẩu khí của cô như vậy mà. Không phải, tối nào hai người cũng như vậy chứ. Hai người cứ như vậy sẽ nảy sinh tình cảm đó. Anh điên rồi à? Có cặp tình với người phạm tội ngoại tình à? Vậy được sao? Gì? vậy cô có chồng là người phạm tội ngoại tình hả sẽ gặp phải người giống như anh cho nên không kết hôn đó được chưa gì hả cô đúng là làm càng đó là anh bắt đầu đó thôi chị đi tuần tra đi nếu đuổi tôi thêm lần nữa thì lúc đó tôi sẽ cởi đồ cho mặt xem cô gái này tại sao muốn cởi đồ trước mặt tôi chứ <laughs> trời ơi em xin chị đó chị ơi muốn giám đốc nhìn thấy sao cô ấy muốn cởi đồ phát điên lên rồi <laughs> tại sao đánh tôi vậy ừ, tôi đánh đó ừ được từ khi sinh ra đến giờ hôm nay mới là lần đầu tiên đụng thủ với à. cô gái đó <laughs> đánh đi đánh đi giám đốc đến kìa. trời ơi một đấm là xong chị ơi Đ mà đánh trúng hả tôi thật sự không cố ý đâu trời ơi anh cho tôi xin đi nếu giám đốc đến thì cảnh sát ngồi sẽ bị cách chức đó tôi không cố ý đánh mà thiệt đó lần sau anh sẽ có chuyện hay để mà xem đó tôi sợ quá không thể sống gần đây rồi à... Chị không sao chứ Hôm qua bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm tím Hôm nay anh lại làm sao vậy Anh cũng không biết gần đây anh bị sao nữa Uống rượu rồi đánh nhau với bọn lưu manh hả Anh không có mùi rượu mà Nếu đánh nhau với bọn lưu manh thì cũng không thấy quan uổng Vậy thì anh bị ai đánh Xấu hổ không thể nói được Bị học sinh cấp 3 đánh hả Nghe nói gần đây con gái đều như vậy rất nhiều Không phải Anh là người bị bọn nhóc như vậy đánh hả ừ. Vì anh bị ai đánh ra nông nổi này Kề giao vào cổ coi Anh có nói không Anh không sao chứ à, 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 à. Chị nói cảnh sát giao thông không đánh nhau với bọn lưu manh mà Không phải đánh nhau với bọn lưu manh đâu Vậy với ai chứ Là có thể quan giặc kiếp trước của chị đó Hả Có một kẻ như vậy Ê, à, 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 Bên Anh dạ? à Dạ sắp tới đây chị sẽ có chuyện lớn lắm đó chuẩn bị hậu sự cho tốt nha <laughs> chị à